Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội đồng diễn đàn du lịch liên khu vực Đông Á ITOP lần thứ 17 đang diễn ra tại thành phố Hạ Long là cơ hội để Quảng Ninh nói riêng và cả Việt Nam nói chung thúc đẩy khai thác mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế. Cảng biển khu vực Hải Phòng là một trong hai cảng biển đặc biệt của cả nước, có vai trò là cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, tiếp nhận các tàu tuyến biển xa. Hiện đang là thời điểm chuyển mùa, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Trước thực trạng này, tỉnh Lạng Sơn đang tập trung tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 2 nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 10 tại thành phố Hạ Long diễn ra Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ITOP lần thứ 17 gắn với lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ITOP. Đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa quan trọng do tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức nhằm thúc đẩy sự phục hồi và hợp tác phát triển bền vững du lịch Quảng Ninh, Việt Nam và các thành viên ITOP trong bối cảnh bình thường mới sau dịch bệnh. Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ITOP lần thứ 17 gắn với lễ kỷ niệm 20 năm thành lập ITOP có chủ đề Sự phục hồi của du lịch khu vực Đông Á trong kỷ nguyên bình thường mới. Các tỉnh thành viên cùng các chuyên gia du lịch từ các tổ chức uy tín thảo luận đề xuất các giải pháp gắn kết, hợp tác cùng phục hồi phát triển du lịch, nhất là du lịch quốc tế, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Quảng Ninh, Việt Nam và các thành viên ITOP đều đang nỗ lực khôi phục hoạt động kinh tế xã hội sau dịch bệnh, đặc biệt là du lịch. Là cơ hội để quảng bá giới thiệu vùng đất con người Quảng Ninh, Việt Nam, thúc đẩy khai thác mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế. Việc tổ chức Đại hội đồng ITOP lần thứ 17 cụ thể hóa những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh thành viên ITOP theo tinh thần thông điệp của kỳ họp. Đây là lần thứ hai Quảng Ninh vinh dự được chọn đăng cai kỳ họp. Trước đó lần thứ nhất vào năm 2010. Từ đó đến nay, với các giải pháp đồng bộ, chuyển đổi phương thức phát triển từ nông sang xanh, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc Việt Nam, với kinh tế tăng trưởng cao và ổn định, hạ tầng giao thông du lịch có bước phát triển đột phá. Dịch vụ du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt, sự phục hồi của du lịch Quảng Ninh từ sau dịch đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. ITOP có vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy du lịch trong khu vực phát triển, mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương, đa phương và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các tỉnh thành viên ITOP. Quảng Ninh hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời về vùng đất con người Quảng Ninh, năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh, thân thiện trong suốt thời gian tham gia các sự kiện tại tỉnh Quảng Ninh. Và hy vọng các bạn sẽ là cầu nối, truyền tải những ấn tượng tốt đẹp về tỉnh Quảng Ninh tới người thân, bạn bè, đối tác du lịch để điểm đến Quảng Ninh được lan tỏa và có nhiều hơn cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút nhiều hơn khách du lịch, hướng tới phát triển du lịch bền vững. Chúng tôi đánh giá cao những kết quả to lớn mà ITOP đã đạt được trong thời gian qua. Đại hội đồng Diễn đàn ITOP lần thứ 17 là tiền đề để Diễn đàn Liên khu vực Đông Á tiếp tục phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu chung của các nước trong khu vực. Tại diễn đàn đã diễn ra lễ trao cờ ITOP đến Quảng Ninh, tỉnh chủ nhà đăng cai Đại hội đồng ITOP 17. Chúc mừng chặng đường 20 năm gắn kết và cùng phát triển của các tỉnh thành viên ITOP. Tỉnh trưởng tỉnh Gangwon Hàn Quốc Kim Jin-tae khẳng định sự kiện lần này là cơ hội để thắt chặt mối quan hệ với các tỉnh thành viên, khẳng định hiệu quả của sự liên kết phát triển du lịch trong suốt hơn 20 năm qua. Giai đoạn hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã phần lớn được kiểm soát. Điều này đồng nghĩa kỷ nguyên du lịch mới đã bắt đầu và Đông Á sẽ là trung tâm của kỷ nguyên mới. Chính các thành viên ITOP sẽ là người đóng vai trò chính. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, ITOP sẽ mang một cái tên mới là Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á. Điều này càng trở nên ý nghĩa với Đại hội đồng. Tôi hy vọng ITOP sẽ dẫn dắt sự phát triển của các tỉnh thành viên trong tương lai và trở thành một liên đoàn dẫn đầu mô hình mới của ngành du lịch toàn cầu trong thời kỳ hậu COVID-19. Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á ITOP lần thứ 17 diễn ra từ 25 đến 27 tháng 10 với nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển ngành công nghiệp du lịch bền vững trong khu vực và giữa các nước thành viên thông qua tăng cường liên kết các sản phẩm du lịch, hàng không, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giới thiệu quảng bá du lịch Quảng Ninh. ITOP được thành lập năm 1999 tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. Hiện diễn đàn có 10 tỉnh thành viên thuộc 10 quốc gia khu vực Đông Á, gồm tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, Cebu, Philippines, Gangwon, Hàn Quốc, Luang Prabang, Lào, Quảng Ninh, Việt Nam, Siem Reap, Campuchia, Sarawak, Malaysia, Tottori, Nhật Bản,
YouTube Mông Cổ, Yogyakarta, Indonesia. Quảng Ninh tham gia ETOP với tư cách quan sát viên từ năm 2004 và chính thức gia nhập ETOP tại kỳ đại hội ETOP 2006 diễn ra tại Sarawak, Malaysia. Tháng 7 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công bố danh mục 34 cảng biển của Việt Nam được phân loại thành 4 loại. Trong đó, cảng biển khu vực Hải Phòng được xếp là một trong hai cảng biển đặc biệt có vai trò là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, tiếp nhận các tàu đi tuyến biển xa. Hải Phòng có 52 bến cảng, trải dài từ khu vực sông Cấm ra đến Lạch Huyện, là cửa ngõ ra biển của khu vực phía Bắc và cả nước. Các cảng biển Hải Phòng không chỉ phát triển nhanh và mạnh về số lượng, mà còn cả về quy mô, công nghệ, trình độ, năng lực bốc xếp hàng hóa cùng với các dịch vụ đi kèm. Việc được xếp loại là cảng biển loại đặc biệt thêm một lần nữa khẳng định vị trí quan trọng của cảng biển khu vực Hải Phòng. Xếp vào loại cảng đặc biệt thì thứ nhất là đây là khẳng định cái vị thế tầm quan trọng của cái cảng biển đấy, và nó ảnh hưởng chung đến quốc tế và ảnh hưởng đến các địa phương trong nước. Xác định như vậy thì chúng ta cũng sẽ nghiên cứu một cái cơ chế quản lý vận hành cảng biển như thế nào để nó đáp ứng được yêu cầu cảng đặc biệt. Cảng đặc biệt phải có một chế độ vận hành, một chế độ điều hành đặc biệt gắn với lại địa bàn, gắn với lại địa phương để làm sao có thể khai thác tối đa những cái tiềm năng lợi thế và thúc đẩy cho việc phát triển của cảng biển cũng như là việc phát triển kinh tế của khu vực và của cả nước. Thực hiện chiến lược phát triển cảng biển Hải Phòng, hiện ở khu vực Lạch Huyện đang có bến số 1 và số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế Hải Phòng đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2018. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ đạt 100% công suất thiết kế, tức là 1,1 triệu TEU. Tiếp ngay sau đó là bến số 3 và số 4 do công ty cổ phần cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư với giá trị gần 7.000 tỷ đồng, đang triển khai gói thầu EC tổng thầu, xây dựng bến cảng, tổ chức thi công từ tháng 7 vừa qua. Song song với đó, công ty cảng container quốc tế HTCO Hải Phòng, chủ đầu tư của bến số 5, số 6 tại Lạch Huyện, cũng đã hoàn thành các thủ tục thiết kế cơ sở, đánh giá tác động môi trường, lựa chọn các nhà thầu chính và đang thi công san lấp, phấn đấu tới tháng 3 năm 2023, hoàn thành san lấp và bắt đầu thi công đóng cọc. Việc chia hai bến cho vào nhà đầu tư thì chúng ta có điểm lợi là các nhà đầu tư nhỏ lẻ như vậy, nhà ta sẽ chủ động về tài chính, chủ động về nguồn lực, cho nên nhà ta sẽ đầu tư và triển khai dự án rất là nhanh và đưa dự án vào hoạt động rất chi là nhanh. Cụ thể như bến 5, bến 6 ấy, thì nhà đầu tư HTCO khẳng định là trong 2 năm đã đưa vào hoạt động rồi. Nhưng nếu chúng ta đưa toàn bộ các cái bến mà cho một nhà đầu tư thì lúc đó đấy triển khai dự án rất là chậm và có nguy cơ sinh ra cái việc mà độc quyền. Vậy như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển chung của khu vực cảng nước sông Lạch Huyện nói riêng và của thành phố Hải Phòng, và đặc biệt là của khu cảng trọng điểm quốc gia thành phố Hải Phòng của chúng ta. Với chiều dài bến 3, bến 4 là 750m, bến 5, bến 6 là 900m, sẽ đủ điều kiện để đón các cỡ tàu lớn nhất thế giới, nâng cao hiệu quả khai thác cảng và khả năng cạnh tranh với các cảng quốc tế trong khu vực, khẳng định vị thế cảng đặc biệt. Tuy nhiên, muốn phát triển được cảng thì phải có hệ thống kết nối, bởi cảng biển phát triển không chỉ cho Hải Phòng mà cho cả khu vực. Với cái quy mô lớn như này thì chúng ta phải có hệ thống logistics gắn với lại hệ thống kho bãi. Những hệ thống đấy nó phải đảm bảo được những cái yêu cầu của cái lượng hàng, yêu cầu của tính chất của cảng quốc tế, yêu cầu của tính chất xuất khẩu để làm sao chúng ta đáp ứng được yêu cầu. Và hiện nay thành phố cũng rất chú trọng trong việc phát triển hệ thống kho bãi ở khu công nghiệp Đình Vũ hay là những cái khu mà công nghiệp Đình Vũ 2, Đình Vũ 3 thì cũng đang quan tâm đến việc phát triển hệ thống kho bãi. Sắp tới trong những cái quy hoạch về thương mại và quy hoạch về hạ tầng thì chúng ta cũng chú trọng để phát triển hệ thống kho bãi làm sao nó đầy đủ, nó đồng bộ, nó hiện đại, đáp ứng được các cái yêu cầu xuất khẩu cũng như là yêu cầu nhập khẩu của cả nước. Phân loại cảng biển sẽ góp phần thống nhất quản lý nhà nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, định hướng đầu tư cho các cảng biển. Cảng biển nào khai thác tốt và đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ sẽ có cơ hội được đánh giá, phân loại lại, từ đó đón nhận nhiều cơ hội đầu tư hơn. Cảng biển Hải Phòng được xếp loại đặc biệt là cơ sở để nhà nước và thành phố tiếp tục ban hành các cơ chế chính sách
để thúc đẩy phát triển theo định hướng. Khi đó, cảng biển Hải Phòng sẽ có đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng việc thông qua lượng hàng hóa. Cùng với công an cả nước, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đang đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID cho công dân và bước đầu đã mang lại những tiện ích thiết thực trong việc giao dịch hành chính giữa người dân và lực lượng công an, ghi nhận của phóng viên trên địa bàn thành phố Hạ Long. Ứng dụng VNeID được cài đặt hoàn chỉnh sẽ có các thông tin cá nhân của người dân như thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe. Người dân khi lưu trú hay tố giác tội phạm cũng có thể khai báo ngay cho cơ quan công an thông qua ứng dụng. Mới đây, sau khi chứng kiến vụ xô xát xảy ra ở khu vực gần nhà, ông Thành sống trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long đã mở ứng dụng VNeID vào phần kiến nghị và phản ánh về an ninh trật tự, soạn tin báo gửi cho công an phường. Cái định danh điện tử này thì tôi thấy là rất là thuận lợi và rất thuận tiện cho công dân. Trước kia thì là tất cả mọi việc là đều phải lên công an hoặc là làm cái tờ trình hoặc là mình yêu cầu cái gì là đều phải công an khu vực rồi là còn trình báo qua người này người kia thì nó nhiều công đoạn, mất thời gian. Và cái này rất tiện lợi là bây giờ tôi ngồi tại nhà là tôi có thể cần cái gì là tôi có thể vào điện thoại là tôi báo lên công an về an toàn, an ninh trật tự ở khu phố tôi. Hiện trên địa bàn thành phố Hạ Long đã thực hiện kích hoạt được gần 64.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó đã có hơn 11.200 tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt thành công ở mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ tùy thân. Người dân có thể sử dụng VNeID để giao dịch hành chính mà không cần trình hay sử dụng các giấy tờ gốc. Hiện tại tài khoản tôi đang ở mức độ 2 ở trong ứng dụng VNeID, thì tôi cảm thấy đây rất tiện lợi trong thời kỳ chuyển đổi số 4.0. Khi tôi tham gia các dịch vụ hành chính công thì tôi không cần nhất thiết phải mang theo giấy tờ tùy thân bản gốc. Tại vì trên ứng dụng đã có tích hợp sẵn thẻ căn cước định danh điện tử, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe và bảo hiểm y tế. Tôi cảm thấy rất là tiện lợi và cũng không cần phải cần theo nhiều giấy tờ làm gì để tránh trường hợp rơi mất. Với việc người dân cài đặt khai báo thông tin trên VNeID, các dữ liệu được gửi về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an theo phân cấp có thể khai thác sử dụng phục vụ công tác quản lý di biến động dân cư trên địa bàn một cách khoa học, chính xác và hiệu quả. Trước đây, ví dụ như tài liệu chúng tôi lưu trữ bằng tài liệu giấy thì cái phần có thể là nó sẽ bị thất lạc hoặc tìm kiếm thông tin nó sẽ mất thời gian. Cái việc tra cứu và trả lời thông tin giữa các đơn vị công an với nhau nó sẽ rất mất thời gian. Tuy nhiên là từ khi mà chúng tôi vận hành và quản lý theo cái đề án của Thủ tướng về đề án 06 và thực hiện cái trung tâm dữ liệu quốc gia thì chúng tôi khai thác và lưu trữ tài liệu thì nó có rất nhiều tính năng, vừa khai thác nhanh và trao đổi nhanh, đồng thời là cái tính bảo mật rất là cao. Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 25 tháng 12 năm 2022, thành phố Hạ Long sẽ hoàn thành mục tiêu Bộ Công an giao kích hoạt thành công 272.668 tài khoản VNeID phục vụ người dân thực hiện các giao dịch hành chính điện tử, thanh toán điện tử. Dù chịu tác động của dịch COVID-19, trong hai năm 2021-2022, ngành thủy sản thành phố Hải Phòng vẫn có sự tăng trưởng tốt. Năm nay, ngành thủy sản thành phố phấn đấu đạt giá trị hơn 5.500 tỷ đồng, tăng 2,9% so với năm trước. Tổng sản lượng thủy sản tháng 9 ước đạt 15,9 nghìn tấn. Tính chung, 9 tháng năm nay ước đạt hơn 145 nghìn tấn, bằng hơn 102% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác thủy sản tháng 9 ước đạt 9,5 nghìn tấn, 9 tháng đạt hơn 90 nghìn tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Dù trong những tháng đầu năm, xăng dầu tăng giá, lượng tàu đánh bắt nằm bờ nhiều. Nuôi trồng thủy sản tháng 9 ước đạt hơn 6,4 nghìn tấn, 9 tháng đạt 55,4 nghìn tấn. Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thủy sản tháng 9 và 9 tháng vẫn tiếp tục duy trì ổn định, đạt gần 11.000 ha. 9 tháng đầu năm 2022 thì tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản được trên 144.000 tấn, đạt khoảng 75% kế hoạch. Chúng tôi dự kiến rằng ngay trong dịp Tết Nguyên đán vào quý 1 năm 2023 thì dự kiến sản lượng khoảng trên 20.000 tấn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng ở thành phố. Những tháng cuối năm, để thực hiện mục tiêu phấn đấu đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng 2,9%
so với năm 2021. Ngành thủy sản thành phố đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chính như phát triển nuôi trồng thủy sản tại các vùng có điều kiện sinh thái, cơ sở hạ tầng phù hợp, nhất là các đối tượng có giá trị kinh tế cao, tập trung phát triển đội tàu khai thác thủy sản xa bờ với các trang thiết bị đánh bắt hiện đại, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu. Với sự tăng trưởng ổn định trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực cố gắng, ngành thủy sản quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, đóng góp nhiều hơn vào giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của thành phố. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý về thị trường tài chính tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng mạnh giá bán đô la Mỹ từ mức 24.380 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ lên 24.870 Việt Nam đồng một đô la Mỹ, tương đương tăng 490 Việt Nam đồng một đô la Mỹ. Đây là lần thứ 6 trong năm Ngân hàng Nhà nước thực hiện tăng giá bán đô la Mỹ và là lần thứ 4 tỷ giá đô la Mỹ điều chỉnh tăng trong vòng hơn một tháng trở lại đây. Lũy kế từ đầu năm đến nay, giá bán đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước đã tăng tổng cộng 1.720 Việt Nam đồng, tương đương mức tăng 7,4%. Sau điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá đô la Mỹ ở hầu hết các ngân hàng chạm trần tối đa 24.885 Việt Nam đồng trên một đô la Mỹ, trong đó bao gồm cả 3 ngân hàng thương mại nhà nước là Vietcombank, Vietinbank và BIDV. Giá vé máy bay Tết đang được nhiều người quan tâm vì chỉ còn 3 tháng nữa là đến dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Do nhu cầu di chuyển tăng cao, giá vé máy bay khứ hồi từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 đến ngày 5 Tết, hiện cao gấp 3 đến 5 lần so với thông thường. Cụ thể, chặng thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, nếu bay với Vietjet Air, khách hàng phải trả từ 5,2 triệu đồng đến 5,6 triệu đồng trên một chuyến khứ hồi. Nếu bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines, con số phải trả là 6 triệu đồng đến 8,4 triệu đồng một chuyến khứ hồi. Chặng thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng có giá khoảng 4,6 triệu đồng đến 7,5 triệu đồng tùy mỗi hãng. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của công ty cổ phần Acicook Việt Nam về hành vi kinh doanh buôn bán gói súp Acicook Hảo Hảo tôm chua cay trái pháp luật. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời cảnh báo về hành vi kinh doanh không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khuyến cáo Acicook Việt Nam không bán riêng các gói súp của mì ăn liền Hảo Hảo tôm chua cay. Khi tách gói súp ra bán riêng, thông tin về hạn sử dụng sẽ không được thể hiện trên gói súp, dẫn tới người tiêu dùng không thể nhận biết được thời hạn sử dụng. Đồng thời, theo ghi nhận, đã có hiện tượng bán các gói súp giả mạo danh thương hiệu Hảo Hảo tôm chua cay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa gửi công văn khẩn số 5595 đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm. Theo Bộ Y tế, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm triệt để các ổ dịch ngay khi phát hiện, sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao. Nhằm tăng sức đề kháng trên đàn vật nuôi, thời điểm này, ngành chuyên môn của tỉnh Lạng Sơn đang triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc gia cầm đợt 2, mục tiêu tỷ lệ tiêm đạt ít nhất 80% tổng đàn. Thôn Khung Tiến, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, có hơn 110 hộ thì có gần 50% hộ chăn nuôi trâu bò. Bình quân mỗi hộ nuôi từ 3 đến 5 con, nhiều thì nuôi gần chục con. Để đàn gia súc phát triển khỏe mạnh, các hộ đã chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Hàng năm, tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine trên đàn gia súc luôn đạt gần 80%. Từ đó đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi trong thôn. Ở đây thì có tập quán là chăn thả, không thả lên các vườn đồi, người dân chăn không thả rông như ngày trước. Nên là về các cái trâu bò thì được người dân theo dõi rất là sát sao, đi hàng ngày đi chăn cùng, nên là và được tiêm phòng các cái vaccine hàng năm thì nên là đàn trâu nó rất là khỏe mạnh. Tỉnh Lạng Sơn hiện có trên 261.400 con gia súc, trên 4,5 triệu con gia cầm. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 114.000 lượt trâu bò, gần 98.000 lượt con lợn, trên 1,4 triệu lượt con gia cầm. Các loại vaccine được tiêm chủ yếu là vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm da nổi cục ở bò và vaccine Newcastle trên đàn gia cầm.
2-3 năm trở lại đây thì hay mắc cái bệnh lở mồm long móng nhiều nhất, và cái người dân ấy, sau khi mà xảy ra cái dịch bệnh và được tuyên truyền thì là người dân nhận thức rất là cao, cho nên là cái tỷ lệ tiêm phòng rất là cao. Hiện nay đang ở thời điểm giao mùa, tại tỉnh Lạng Sơn nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe của đàn vật nuôi. Đây cũng là thời điểm phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, lở mồm long móng, cúm gia cầm. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi, tỉnh Lạng Sơn đang triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ tháng 10 đến hết mùng 10 tháng 11 tới. Để triển khai cái hiệu quả cái công tác tiêm phòng đợt 2 này thì cũng đề nghị Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cái công tác tuyên truyền và cho các bà con nông dân hưởng ứng cái tích cực cái việc tiêm phòng, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng thôn bản để bà con cùng phối hợp để công tác tiêm phòng đạt hiệu quả. Với mục tiêu tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt ít nhất 80% so với tổng đàn, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lạng Sơn đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và kết quả tiêm phòng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học để đàn vật nuôi phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo cung ứng nguồn thực phẩm trên địa bàn. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.